cậu bé quỳ trên mặt đất và thực sự trượt xuống háng người khác trước sự chứng kiến của mọi người cậu bé tên hàn tín sau này trở thành danh tướng bất khả chiến bại nhưng khi còn nhỏ lại là một kẻ lười biếng và ngu dốt hôm đó anh đến nhà hàng ăn tối như thường lệ nhưng vừa ngồi xuống đã bị sếp chỉ trích tôi sẽ không cung cấp tín dụng khách sạn của cậu vậy tại sao anh lại sợ rằng tôi sẽ không đáng tin cậy như vậy ô ừ ừ tôi không muốn vỡ nợ thôi trước tiên hãy trả hết tiền bữa ăn tháng trước hàn tín lấy lý do hôm nay mình xui xẻo cố lừa ông chủ để cho mình một khoản tiền boa lớn hơn khi đến hạn thanh toán tiếp theo. Tuy nhiên, ông chủ có thể chịu đựng được sự cám dỗ và vẫn bất động. Trên bàn chiến tranh, muốn trao đổi cái này, nhưng Hàn Tín không đồng ý nên giúp đỡ nhau bằng đôi bàn tay. Tôi e rằng bạn sẽ không thể hoàn thành xong bộ chiến thuật mà bạn đã ghi nhớ hơn một năm này. Hừ, giết người trả mạng, nợ trả tiền. Nhìn này, tôi sẽ dùng thanh kiếm này làm tài sản thế chấp. Hàn Tín nghe vậy, lập tức lo lắng đứng dậy, tuyên bố đây là di vật do cha mình để lại và bảo bối của tổ tiên, tuy nhiên hai người không tin thậm chí còn cười nhạo có lẽ là hỏa hoạn dán hàn tín nghe vậy tức giận liền rút kiếm ra cho bọn họ thử hắn nhổ một sợi tóc sau đó nó nhẹ nhàng bay vào thân kiếm lập tức bị gãy thành hai mảnh mọi người ngay lập tức chết lặng và khen ngợi anh đây là một kiếm tốt thậm chí có thực khách còn dọa sẽ để hàn tín biểu diễn võ công cho bọn họ hôm nay họ sẽ chịu toàn bộ số tiền đồ uống của anh ta hàn tín nghe nói có chuyện tốt như vậy không chút do dự đồng ý sau đó hàn tín tới cửa gọi nhiều dân làng đến xem sau đó anh biểu diễn phong cách ngồi xổm cưỡi ngựa nhưng tiếc là anh đã dùng quá nhiều lực và biến chiếc quần của mình thành một kiểu quần hở đũng mới khiến cho mọi người xung quanh cười không ngừng môi trường và bầu không khí lập tức bùng cháy khiến nó trở nên rất sôi động à hôm nay tôi đến vội à tôi chưa chuẩn bị quần áo tập xin thứ lỗi tiết mục tiếp theo là kim kê độc lập hàn tín cắm kiếm xuống đất lập tức bắt đầu màn biểu diễn mới nại hà không trụ được quá ba giây liền bị đánh bại đụng phải ông chủ hắc chuyên ức hiếp ông chủ hắc là một con rắn địa phương ở đây đã quen với việc độc đoán và độc đoán miễn là ông ta kinh doanh trên 3 phần 3 mẫu đất này. Họ đều phải trả phí bảo vệ cho anh ta. Tôi chỉ vui vẻ và trở nên xấu xa, điều đó cũng không có tác dụng. Ông chủ áo đen ở một bên rất thích khả năng đọc, viết số, viết và chiến đấu của Hàn Tín nên muốn mời anh ta gia nhập bang hội, đồng thời hứa hẹn sau này sẽ có bước nhảy vọt về chất trong cuộc đời. Hàn Tín không chịu đi theo, lịch sự từ chối, nhận lời mời của bọn họ, khiến ông chủ hắc hết sức tức giận, lập tức sai em trai đến dạy cho hắn một bài học không ngờ em trai chưa kịp ra tay đã bị đá ngay. Bị Hàn Tín tiến vào, chui vào háng lão đại hắc, hắn thấy Hàn Tín tỏ ra không có chút tôn trọng nào. Ông chủ hắc ngay lập tức đề nghị đấu tay đôi để tranh giành mạng sống của nhau. Hàn Tín không muốn tự mình gây rắc rối lớn nên quay người định rời đi, ông chủ nãi hà không chịu bỏ cuộc, tới lui chặn đường hắn. Hắn thấy đối phương chuẩn bị liều mạng, nhưng nếu thật sự giết hắn, cuộc sống tương lai của anh sẽ coi như hoàn toàn bị hủy hoại. Vào một ngày không có cơ hội thành công, Hàn Tín suy nghĩ một chút, buông kiếm xuống, quyết định cúi đầu cầu xin sự thương xót cho tội ác của Hàn Tín, xin ông chủ hãy tha cho tôi. Chỉ là đối phương không chịu, vậy thì đành chịu thua, phải để hắn hành động như một con chó đen rồi mới thả hắn ra, đối mặt với đám đông xung quanh và gây ồn ào. Hàn Tín chỉ có thể nghiến răng chịu đựng vì tình thế chung. Từ đó trở đi, Hàn Tín đi đến đâu cũng bị những người xung quanh chỉ trích, họ chế nhạo Hàn Tín, luôn nhắc nhở anh về nỗi nhục nhã mà anh phải chịu ngày hôm đó. Hàn Tín cũng thay đổi hoàn toàn ý định, đánh bại Hạng Vũ trong một trận phục kích hỗ trợ lưu bang lập nên nhà hán nên được phong là sở vương hàn tín than thở nếu không có sự nhục nhã ở háng thì sẽ không có hàn tín như ngày nay vì vậy khi gặp lại ông chủ hắc và những người khác thay vì giết họ anh đã trả lại cho họ việc vặt quả thực là một phong thái nam tính và trang trọng thể hiện tấm lòng phóng khoáng của một vị tướng quả là một quân thần xứng đáng